Trích sách ngôn sứ Ezekiel, các ngươi lại nói đường lối của Chúa không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Cho tới thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái đã không có quan niệm rõ ràng về tinh thần trách nhiệm cá nhân. Tất cả đều được nhìn trong lăng kính cộng đoàn là dân được tuyển chọn. Trong chương 18, ngôn sứ Ezekiel sửa sai quan niệm cổ điển này và mạnh mẽ khẳng định quyền tự do và trách nhiệm của từng người đối với cuộc sống hay cái chết của chính mình trên mọi bình diện, cá nhân, gia đình và cộng đoàn xã hội. Như viết trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Mọi loài thụ tạo đều diễn tả quyền năng của Thiên Chúa và mang dấu tích của Ngài. Nhưng chỉ có con người là được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Con người mang trong mình chính hơi thở thiên linh của Thiên Chúa là linh hồn. Vì thế, nó là một bản vị có lý trí, tự do và quyền tự do quyết định. Do đó con người có trách nhiệm đối với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên nó, đối với chính bản thân nó và đối với mọi loài thụ tạo khác sống chung quanh. Nếu Thiên Chúa mời gọi con người nên toàn thiện như Ngài, nghĩa là cố gắng duy trì tinh tuyền, nguyên vẹn, hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời mình mà con người không lắng nghe và thực thi lời mời ấy, trái lại còn cố ý sống bê tha tội lỗi, buông thả và vì thế hủy hoại đời mình, tàn phá mọi chiều kích tâm sinh vật thể lý trong cuộc sống của mình, thì chắc chắn đó không phải là lỗi của Thiên Chúa. Và con người lại càng không có lý do để tố cáo Thiên Chúa là bất công đối với nó. Lý trí, linh hồn, khả năng tự do quyết định và lựa chọn khiến cho con người nắm vận mệnh của mình trong tay và không thể đổ lỗi cho ai khác khi vì các sai trái của mình, con người đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Khả thể hiểu biết và tự do quyết định ấy, Thiên Chúa đã ban cho từng người khi họ chào đời và Ngài không bao giờ lấy lại. Chính quyền tự do quyết định ấy có thể khiến cho con người bỏ cuộc sống ngay lành, liêm chính, thánh thiện để sống bất chính, tội lỗi và gian tham ác độc và phải đi đến chỗ chết. Nhưng Thiên Chúa cũng cho con người có khả năng thay đổi cuộc sống tội lỗi gian ác, bỏ con đường tà vậy để đi theo con đường công chính, đạo đức, thánh thiện. Nghĩa là tất cả tùy thuộc nơi thiện trí và ý muốn của con người. Nhưng rất tiếc, tâm trí của con người đã hư hỏng, đến độ nó hay quên đi trách nhiệm của mình và thường đổ lỗi cho Thiên Chúa và cho người khác. Có biết bao nhiêu thí dụ điển hình trong cuộc sống thường ngày? Chẳng hạn, một thanh niên giao du với bạn bè xấu, rượu chè, nghiện ngập ma túy, chơi bời thâu đêm suốt sáng, lái xe tông vào cột đèn hay cây bên đường hoặc rơi xuống sông mà chết. Đến lễ an táng, bà con bạn bè người thân và có khi cả cha xứ nữa an ủi một câu theo công thức xã giao vô trách nhiệm và lãng nhách. Thôi, ông bà đừng buồn, Chúa đã định cho cháu nó chết như vậy đấy. Nó say rượu, say ma túy, đầu óc mệt mỏi, không còn sáng suốt và không tự chủ được nữa nên đâm xe vào cây, vào tường, vào cột đèn hay rơi xuống sông mà chết, chứ Chúa nào định cho nó chết lãng xẹt như thế. Điều duy nhất Chúa muốn là nó phải biết sống khôn ngoan, biết lo lắng học hành, có công ăn việc làm, nên thân nên người, biết giúp đỡ lo lắng cho cha mẹ, người thân, sống khỏe mạnh hạnh phúc và ích lợi cho đời, cho người, góp phần xây dựng xã hội công bằng thịnh vượng. Mà giả nó có còn đầu óc, biết nghĩ và còn khôn, thì quyết định ngủ lại đâu đó hay xin người khác chở hộ về nhà, chắc đã không phải chết và tránh cho cha mẹ, bạn bè, người thân khỏi phải khổ lụy vì mình. Nhưng không, thế mà chúng ta kể cả cha xứ còn dám đổ tội cho Chúa như vậy là chúng ta phạm tội vu khống cho Thiên Chúa và chúng ta vô trách nhiệm. Có cần phải đi đâu xa? Chuyện xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta và quanh chúng ta đấy.
trong cuộc sống luân lý đạo đức, trong cuộc sống tinh thần thiêng liêng cũng vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỗi người hãy tự học biết, hay ít ra hãy biết lắng nghe các lời khuyên bảo chí lý của các bậc sinh thành, những người thân yêu, những người khôn ngoan và bạn bè tốt, để cho cuộc sống của mình đừng trở thành cuộc sống của một kẻ tà vậy, gian ngoa ác độc, vô luân thường đạo lý, vô trách nhiệm, và nhất là đừng bao giờ vu khống đổ tội cho Thiên Chúa. Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, ngay thẳng và thương xót. Ngài chỉ mời gọi và khích lệ, nhưng luôn luôn tôn trọng sự tự do và quyền quyết định của từng người. Muốn sống công chính, ngay lành, thánh thiện, hay tội lỗi gian tham ác độc, để phải chết đời đời, điều đó tùy thuộc việc quyết định lựa chọn của từng người trong chúng ta.